Giáp Tết, thời tiết chuyển lạnh kèm mưa phùn, cùng với đó là lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông đúc, khiến cho nhiều người dân gặp vấn đề về sức khỏe như hô hấp, tiêu hóa hay chấn thương do va chạm phải nhập viện khám và điều trị trong những ngày Tết. Tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, trong hai ngày 28 và 29 Tết đã có gần 500 bệnh nhân đến khám và điều trị, trong đó 173 bệnh nhân phải nhập viện. Bệnh viện đã bố trí các y bác sĩ điều dưỡng tại các khoa phòng để trực cấp cứu, chăm sóc và khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Đến sáng ngày 30 Tết, số bệnh nhân còn điều trị tại viện là 311 bệnh nhân. Ngoài nhóm các bệnh nhân cao tuổi, bệnh nhi mắc các bệnh về hô hấp như viêm phổi, phế quản, thì những ngày này, bệnh viện cũng tiếp nhận nhiều ca bệnh nhập viện do chấn thương, va chạm, tai nạn trong dịp nghỉ Tết. Tỷ lệ mà tham gia giao thông trong tình trạng có sử dụng rượu bia thì chắc chắn là cũng không thể nào mà triệt để được, cho nên cái tỷ lệ tai nạn giao thông hoặc là các trường hợp chấn thương từ đợt cận Tết đến nay chúng tôi cũng tiếp nhận tương đối nhiều những bệnh nhân tai nạn giao thông như là chảy xước rồi gãy chân tay rồi là chấn thương sọ não, thậm chí có những trường hợp đã tử vong. Ngoài ra thì là chúng tôi cũng tiếp nhận tương đối nhiều những trường hợp mà có liên quan đến tình trạng ngộ độc thức ăn hay là tình trạng xuất huyết tiêu hóa, tỷ lệ bệnh nhân về rối loạn về hô hấp và các cháu nhỏ thì vào đây cũng tương đối nhiều, đa số là cũng là rối loạn về hô hấp và đường tiêu hóa. Để giữ gìn sức khỏe vui xuân đón Tết, mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, không sử dụng rượu bia khi lái xe, có chế độ ăn uống phù hợp, chú ý giữ ấm khi thời tiết chuyển lạnh sâu và kèm mưa nồm, đặc biệt ở người già và trẻ nhỏ.